con chồn hương giống lớn mặt trắng này thì giá trị kinh tế là cao hơn rất nhiều so với con giống thường. Khi bà con mà đi đến những trại để bắt giống thì bà con nên đến khoảng thời gian là buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều muộn. Khi đó là con chồn hương nó vẫn còn hoạt động thì quý bà con sẽ dễ dàng nhận biết được là con chồn đó là có khỏe mạnh hay không. Mến chào bà con đến với kênh Nông Lâm .net. Chắc hẳn nhiều bà con đã biết đến chồn hương, nhưng trên thị trường hiện nay có bao nhiêu loại chồn hương thì chắc chắn nhiều bà con chưa biết. Theo anh Trường, một người chăn nuôi chồn hương lâu năm tại xã Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội, chồn hương có nhiều loại, nhưng điển hình có hai loại chồn hương giống mặt trắng và chồn hương giống nhỏ. Đây là hai giống chồn chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao nhất hiện nay và đang được anh Trương nhân giống tại trại của mình. Để được tận mắt xem những con chồn hương mặt trắng, quý bà con hãy liên hệ cho anh Trương theo số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình. Anh Trương sẽ chỉ đường đến trại và đón tiếp bà con. Xin chào bà con, tôi là Trương. Hiện tôi đang làm chủ trang trại nuôi con chồn hương có địa chỉ tại xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý bà con về con chồn hương lớn mặt trắng hiện tại đang rất là thịnh hành tại miền Bắc Việt Nam chúng ta. Điều đầu tiên mà anh Trương muốn chia sẻ tới bà con đó là cách nhận biết giữa chồn hương giống mặt trắng và chồn hương thường giống nhỏ. Đặc điểm dễ nhận dạng nhất đó là trọng lượng và bề ngoài của hai loài chồn hương này. Chồn hương giống mặt trắng thì có kích thước cơ thể to hơn, người tròn, thân hình có những đường kẻ sọc trắng, lông có màu đen nhạt. Còn chồn hương thường giống nhỏ thì có bộ lông màu xám, hơi đỏ. Cái vấn đề để nhận biết giữa, so sánh cái sự nhận biết giữa cái con chồn hương giống lớn mặt trắng và con chồn hương thường giống nhỏ thì đầu tiên là chúng ta sẽ dễ dàng nhận biết là cái trọng lượng và cái bề ngoài của nó rất là khác nhau. Con chồn hương trắng, mặt trắng giống lớn thường có trọng lượng là đô hơn, to hơn, người tròn, thuôn dài vào theo đằng đuôi. Còn con chồn hương thường giống nhỏ thì có màu lông là màu xám hoặc màu hơi đỏ một chút. Thì con chồn hương giống lớn mặt trắng thì nó có những kẻ sọc trắng và đen, là cái lông là hơi sẫm màu đen nhạt trên lưng. Anh Trường cho biết trước khi anh bắt đầu nuôi và nhân giống loại chồn hương giống mặt trắng này thì anh đã chăn nuôi con chồn hương thường giống nhỏ. Sau khi chăn nuôi, anh thấy được sự khác biệt rất nhiều, đó là về chế độ ăn, sức đề kháng cũng như khả năng sinh sản và giá trị kinh tế của chồn hương giống mặt trắng tốt hơn so với chồn hương thường loại nhỏ. Chính vì vậy mà giá giống chồn hương mặt trắng này cũng đắt hơn loại chồn hương giống nhỏ. Để được báo giá chồn hương mặt trắng chính xác nhất tại từng thời điểm, bà con hãy liên hệ trực tiếp cho anh theo số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình. Trước khi mới khởi nghiệp với con chồn hương này thì tôi cũng có nuôi cái con chồn hương giống nhỏ, chồn hương thường giống nhỏ, thì tôi thấy là cái năng suất thì nó cũng ổn định. Nhưng mà từ khi tôi biết đến con chồn hương giống lớn mặt trắng này thì tôi nhận thấy cái sự so sánh là nó khác biệt hoàn toàn. Là con chồn hương lớn mặt trắng này thì nó ăn tạp hơn, chế độ dinh dưỡng của nó thì nó phong phú hơn, sinh sản, cái sức đề kháng của nó mạnh hơn so với con chồn hương giống thường kia, và cái độ sinh sản của nó thì nó lên giống đều hơn, mắn đẻ hơn. Và tất nhiên thì là tôi đã so sánh thấy là cái giá trị kinh tế của con chồn hương giống lớn mặt trắng này thì giá trị kinh tế là cao hơn rất nhiều so với con giống thường. Chỉ có một cái điều nhược điểm của con chồn hương lớn mặt trắng này thì cái giá con giống nó chỉ đắt hơn so với con giống thường là 500.000 đồng trên một con. Theo giá thị trường, con chồn hương giống nhỏ vào cái lứa tuổi là 3 tháng tuổi thì là một cặp chồn hương giống nhỏ 3 tháng tuổi hiện tại đang là 12 triệu đồng trên một cặp. Để so sánh với con chồn hương mặt trắng giống to, hiện tại giá thị trường đang là 12.500.000 đồng trên một cặp. Thì sau khi mà hai cái con chồn này cùng lên giống thì cái quãng thời gian lên giống là như nhau, thế nhưng mà cái số lượng con đẻ ra thì con chồn hương mặt trắng đẻ sẽ nhiều hơn, từ 4 đến 7 con, và con chồn hương giống nhỏ thông thường thì chỉ đẻ khoảng 3 đến 5 con mà thôi. Chia sẻ về kinh nghiệm chọn giống chồn hương mặt trắng tốt nhất, anh Trương cho biết bà con nên đến trại từ sáng sớm hoặc chiều muộn
vì thời điểm đó chồn hương vẫn đang hoạt động, nên bà con có thể dễ dàng quan sát để biết được những con nào là những con giống khỏe mạnh. Cách nhận biết chồn hương có thực sự khỏe mạnh hay không thì chúng ta cần để ý đến khuôn mặt, mắt, bộ lông và phân của chúng. Để biết chi tiết hơn, mời bà con đến trại chồn hương của anh Trương tại xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội để được anh hoặc nhân viên kỹ thuật bên trại giới thiệu kỹ hơn. Để chọn giống và khi bà con mà đi đến những trại để bắt giống thì bà con nên đến những cái trại uy tín và đến những khoảng thời gian là buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều muộn. Khi đó là con chồn hương nó vẫn còn hoạt động thì quý bà con sẽ dễ dàng nhận biết được là con chồn đó là có khỏe mạnh hay không. Thứ nhất là quý bà con có thể nhìn được vào cái khuôn mặt và cái mắt của nó. Cái khuôn mặt và mắt nó sẽ đánh giá là con chồn hương nó đang khỏe mạnh hay là không. Và một cái vấn đề tiếp theo là bà con có thể chú ý nhìn xuống gầm chuồng, nhìn xuống phân của con chồn hương đó. Điều đó sẽ nhận biết được dễ dàng nhất là con chồn hương đó có thực sự khỏe mạnh hay không. Như con người chúng ta cũng vậy, khi mà trong con người chúng ta có những dấu hiệu mà mệt mỏi, ốm yếu thì cái bộ phận tiêu hóa nó cũng đánh giá là một phần đó rất là nhiều. Như con chồn hương thì nó bị ốm hay nó như thế nào thì nó không biết nói, thì chúng ta có thể nhìn qua cái khuôn mặt, con mắt, lông và cái phân của nó là đã nhận biết được cái dấu hiệu đó là con chồn hương tốt hay không. Để với những cái bà con mà mới đầu khởi nghiệp chưa có kinh nghiệm nhiều về cái vấn đề nuôi chồn hương thì để có một con giống tốt thì nó đã giúp đỡ cho bà con đến 70% là đã thành công cho bà con trong cái quá trình là bắt tay vào nuôi con chồn hương này rồi. Về chế độ dinh dưỡng cho chồn hương mặt trắng thì buổi sáng anh Trương cho ăn một quả chuối đối với chồn hương còn nhỏ và 2 hoặc 3 quả đối với chồn to. Về buổi chiều anh sẽ nấu cháo kèm với cổ cánh gà hoặc phổi lợn, cũng cho ăn kèm chuối vào buổi tối. Anh Trương chia sẻ thêm là khi chọn đồ ăn như chuối hay các loại thức ăn khác cho chồn hương thì anh luôn đảm bảo chọn những loại thức ăn an toàn, sạch, không bị thối, ôi thiu hay nấm mốc, và cứ tầm 2 ngày thì anh trộn thêm một ít men tiêu hóa vào đồ ăn để cho đường tiêu hóa của chồn hương luôn được hoạt động ổn định. Một điều nữa là chế độ dinh dưỡng theo từng lứa tuổi, không phải là chọn con chồn nào cũng giống nhau. Như những con chồn con mới đẻ ra, chồn mẹ sữa kém thì anh Trương thường bổ sung sữa ngoài và cho tập bú bình. Khi chồn đã biết ăn thì anh Trương cũng bổ sung các loại thức ăn chứa nhiều canxi để đàn chồn của mình không bị liệt chân, cũng như hạn chế được hiện tượng chồn mẹ cắn con. Buổi tối là cái khoảng thời gian mà con chồn nó hoạt động mạnh nhất. Thế nên là bà con là chú ý cho tôi là lưu ý là cái chế độ vào buổi tối là mình tăng cái lượng đồ ăn lên. Và trong cái đồ ăn này thì tầm khoảng 2 ngày là bà con cũng nên trộn cho vào trong đồ ăn một chút men tiêu hóa thì để cho cái đường tiêu hóa của con chồn này được là hoạt động là tốt nhất. Với các chế độ ăn, chế độ dinh dưỡng cho các cho những con chồn mà theo từng lứa tuổi cũng rất là khác nhau. Bà con không thể áp đặt là phải ăn như thế này. Ví dụ như những con chồn mà vừa mới đẻ ra, con mẹ nó sữa nó kém thì bà con cũng phải lưu ý là cũng phải bổ sung là sữa ngoài cho con chồn baby đó. Là bà con cũng nên là chuẩn bị những cái sữa như là Dialac cho trẻ con từ 3 đến tháng tuổi là sữa không đường. Rồi tập bú bình cho con chồn con, chồn baby đó thì để cho đảm bảo nhất cho con chồn này nó phát triển đầy đủ nhất. Và sau khi mà chồn đến 2 tháng tuổi là biết đâu bắt đầu là ăn được những cái đồ ăn của mẹ rồi thì bà con nên bổ sung là chuối cho cùng với mẹ nó. Và khi mà con chồn nó lớn lên rồi thì bà con có thể cho ăn những cái đồ ăn như là xương, cổ cánh gà là nó cũng bắt đầu biết ăn rồi. Và cái chế độ mà để cho chồn mà lên giống thì bà con cũng nên là lúc đó là cũng chú ý cho tôi là bớt cho ăn cháo, bớt cho ăn tinh bột nhiều và bổ sung nhiều cho tôi là cá trê hoặc là cua đồng là để đảm bảo tốt nhất là cho con chồn nó đầy đủ canxi. Cái đầy đủ canxi nó sẽ giúp ích rất nhiều cho con chồn trong cái quá trình mà nó sinh trưởng là hoặc là con non đẻ ra là tránh được cái bại liệt, là cái bại liệt về hai chân đằng sau, hoặc là tránh được những cái tình trạng mà con chồn mẹ nó cắn con. Đối với bà con mới nuôi hoặc đang có ý định chăn nuôi, chưa biết đầu ra ở đâu, thì bên trại Trương luôn có hợp đồng bao tiêu trong vòng 5 đến 10 năm cho bà con. Khi mua giống tại trại chồn hương anh Trương thì bà con hãy yên tâm vì bên trại sẽ có hợp đồng mua bán, giấy tờ hai bên ký kết mỗi bên giữ một bản. Ngoài ra, khi mua giống tại trại sẽ được anh Trương và các nhân viên kỹ thuật bên trại đồng hành cùng bà con
trong suốt quá trình chăn nuôi, đến khi bà con nắm vững được kỹ thuật chăn nuôi thì mới thôi. Sau nhiều năm chăn nuôi thì trại của tôi thì cũng luôn là chọn cái con chồn hương giống lớn mặt trắng này. Bởi vì con chồn hương giống lớn mặt trắng này thì tôi nhận thấy là cái giá trị kinh tế nó cao hơn hẳn so với con kia. Thì tôi cũng dành cái lời khuyên cho bà con là khi lên đi mua nên chọn cái con chồn hương giống lớn mặt trắng này. Khi bắt tay vào nuôi con chồn hương này thì tất cả tôi biết là tất cả các bà con đều có những cái suy nghĩ giống nhau là cái đầu ra của con chồn hương này có ổn định không. Thì tôi cũng xin trả lời luôn là đầu ra của con chồn hương giống lớn mặt trắng này là vô cùng ổn định. Thị trường ở miền Bắc hoặc là những bà con mà miền Bắc là luôn luôn là hỏi tôi là muốn tìm để mua những con chồn hương giống lớn mặt trắng này. Mà khi nếu bà con là những người mà mới nuôi chưa có những kinh nghiệm hoặc là chưa có những cái đầu ra ổn định thì trại tôi là ký luôn có những cái hợp đồng bao tiêu cho bà con. Nhà tôi là có những hợp đồng bao tiêu là trong vòng 5 năm hoặc là trong 10 năm. Tùy bà con là sau khi mua với trại của tôi thì là cũng hai bên là cùng ký kết, mỗi bên là giữ một bản. Và một điều nữa là tôi cũng muốn được chia sẻ với bà con là sau khi bà con mà bắt giống tại trại nhà tôi là trại nhà tôi sẽ luôn luôn là đồng hành xuyên suốt với quý bà con trong quá trình chăn nuôi. Đến khi nào mà bà con nắm vững được những kỹ thuật chăn nuôi thì thôi, thì bà con cũng không phải quá là lưu tâm là nhiều trong cái vấn đề là kỹ thuật chăn nuôi như nào. Bên tôi luôn luôn có đội ngũ là trực điện thoại là 24/24 để giải đáp những cái câu hỏi, những cái thắc mắc cho quý bà con trong quá trình chăn nuôi con chồn hương này. Và cuối cùng là tôi xin được chúc quý bà con thành công trong mô hình nuôi con chồn hương này.